mừng mọi người quay trở lại với OK Lên Xe. Yes. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Gần đây thì những tập gần đây Vinh cảm thấy rất vui khi mà mọi người quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là comment cũng nhiều hơn. Meanwhile. Hello Nè He, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm vlog của Nè He nha. Và hôm nay không phải đi bộ nè, cũng không phải đi xe nè, cũng không phải là một cái nào khác. Hôm nay tôi đi xe hơi. Trời ơi, hôm nay có anh Tài rất là OK nha mọi người, hãy đi thôi. Hello Tài. Đi Tài. Anh tên Vinh mà, anh không phải tên Tài đâu. Không, nhưng mà tài xế đúng không? Phải lấy xe không? Ai ngồi trước vô lăng người ta gọi là cái gì? Tài. Đó, trời ơi, là tài xế. OK, vậy phụ muốn đi đâu? Hả? Phụ. Không ạ, à, hôm nay đi đây, đây gọi là phụ. Bảy rồi. Hello, hãy chiều. Đây người mà Vinh nãy giờ Vinh muốn giới thiệu với quý vị, đó chính là Hải Triều, một nhân vật đầy năng lượng trong showbiz của chúng ta. Hello, nam nữ diễn viên Hải Triều. Nam nữ diễn viên Hải Triều. Thì đúng rồi, chị em cũng có đóng vai nam, cũng có đóng vai nữ. Thì bây giờ mình gọi tên là nam nữ diễn viên thôi. Anh chị nghe cảm thấy hơi mới lạ. Ở trên cái showbiz này thì có hai diễn viên là nam nữ diễn viên lận, thì chắc anh cũng hiểu ai rồi ha. Đó. OK, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Hải Triều. Yeah, alright. Anh thấy kiểu tóc hôm nay của em đẹp không anh? Em nuôi cái kiểu tóc này lâu không? Trời ơi, em nuôi một giây thôi à. À vậy có nóng không em? Em cảm thấy nóng quá vậy chứ em cũng lục. Giống như hôm nay em đội hai cái nón vậy đó. Hay là anh muốn, muốn thử không anh? Không anh. Anh tưởng là em đội cái nón vành trong. Hả? Trời ơi. Đó, cái mình như vậy nè, cái người ta tưởng là mình có người sao. Ui da. Đó. OK, OK. Chị ở đây chút xíu gì chị tóc. Trời, nghe ghê quá vậy. Ờ nè anh, máy lên cái tưởng là em có cái phần tóc đuôi ở đằng sau á. Ừ, đẹp. Trời đất ơi. OK. OK Lên Xe. Một bước vô thử thách đầu tiên của OK Lên Xe. Ủa? Em tưởng là đi chơi rồi chút xíu ghé vô đâu mình ăn thôi chứ anh. Đây thì mình đi nè và mình chơi thử thách. OK. Thử thách này thì đơn giản là giúp cho anh với những khán giả của OK Lên Xe sẽ hiểu thêm những cái góc nhỏ nhỏ của Hải Triều. Chứ không có gì ghê gớm hết. Đúng rồi. Và thử thách này thì nó có tên gọi là True or Dare, cho nên là những cái câu nào á mà em trả lời không được, không thật. Không được, không thật. Ủa sao biết được hay không? Không đủ đồ. Không, của anh sẽ cảm nhận chứ. Khán giả cũng sẽ cảm nhận chứ. Vừa nhìn cặp, nhìn cái thái độ này kia đồ. Đúng không? Thì là okay. Của anh sẽ đe em nha. OK. Đây là chiếc hộp câu hỏi. Em được, của anh được lựa chọn tự do. Tóc mình. Bạn có bao giờ giải tán đám đông ở một nơi công cộng chưa? Giải tán đám đông ở nơi công cộng á? Trời ơi anh ơi, cái chuyện này á hả là sao bi có mọi người, nhưng mà em đang tập kịch chẳng hạn. Đang tập kịch đây, em sẽ trả lời thì mọi người sẽ lần ra câu trả lời chứ mình giờ rồi đời có hay không á thì nó quá thất thường đúng không. Thì trong một buổi tập kịch đứng đông người bỗng nhiên em không biết cái gì hết, em mặc đỉnh của em không biết gì hết, bỗng nhiên mọi người tách em ra. Tách em ra, em có làm gì đâu, em đâu có cắn xe mọi người, em đâu có lấy gì mọi người, em đâu có cái gì đâu. Em chỉ thở dài vậy. Ủa mọi người sao vậy mọi người ơi, ở lại đi chơi với tôi. Không, mọi người tách em ra. Và mọi người chửi, có ngựa, mất dài. Rất là thật, đúng không các bạn? Dạ, cái chuyện này thì bản thân nó thật sự mình cũng có mà, vô tình thôi, nhiều khi mình không có kiểm soát được. Đúng rồi, cái vấn đề đó, nhưng mà là mình có gọi là mình tế nhị không thôi. Còn có những lúc ví dụ trong sân khấu thì anh em quen quá rồi thì không nhiều khi nó bị té ra nữa. Đùn. Trời, còn mấy cái còn chết nữa anh ơi, giống như đang dở mà cười á. Đó. Trời đất ơi, em nói thiệt phải lúc đó thì cười lớn hơn. chết bỏ rồi còn chưa nghe. Mình xe hơi còn đỡ anh. Đi xe Honda mà ai chở mình đằng trước á mà đang ngồi mà cứ gì nè tự nhóm lên. Ê. Đúng không? Là con Billy chuyên môn với em.
Really? Yes. Sao nó ác em vậy? Thật sự á, nói ê gì vậy? Ơ thì đó là xong rồi đó. Và đến câu hỏi thứ hai nhé. Right. Hải Triều có bồ chưa? Bao lâu rồi em chưa có bồ? Bao lâu? Năm nay em cũng 21 tuổi rồi. What? Năm nay em cũng 21 tuổi rồi. Năm nay em cũng 21 tuổi rồi. What? Really? 5 năm. 16 năm từ nhỏ tới lớn chưa quyết có bồ là gì? Really? Đúng rồi. Thấy vậy á, chứ em là một người rất là gọi là sao ta? Khuôn khổ á. Ăn là không được chép miệng nè. Không được chép miệng nè. Rồi ví dụ cái đánh rắm hồi nãy là cái đó là mình sẽ không kiểm soát được. Nhưng cái thứ hai mà em không thích đến mọi người đó là ở ai đi đi no. Người ta nói là mình đừng có ra cái tiếng động, có nhiều người rồi gì vậy, mất hồn đó. Là những cái mà nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà em gọi là cái khuôn khổ của em vậy. Mời nếu mà như vậy thì em phải có bồ. Những cái người mà thích cái điều đó sẽ rất là thích em. Mong rằng qua chương trình này em sẽ có bồ. Ok mọi người ơi, đây là một cái tin cho những ai yêu mến Hải Kiều nhé. Chưa có bồ. Chưa có bồ. Cơ hội vẫn còn khó quá là tự mình khổ quá. Trời, câu này như dài vậy. Kể về một kỷ niệm khiến bạn xấu hổ độn thổ khi đi diễn. Xấu hổ. Là cái dạng á, là sexy. Không phải sexy mãi đâu mà ý là giống như mấy cái đồ Barry Dan á. Thì có cái váy xong mà nó có cái khăn len ken á. Thì em sao không bận cái áo mà em lấy cái khăn đó em kề vô cái ngực em vậy nè. Là hở cái bụng luôn rồi, là chớ cái khăn trúng trong ngực thôi. Bữa đó diễn sao bị tù cái ngực. Rồi em mình không kịp một cái là thiệt á, đội quần chứ phải lộn thổ đó nha, đội quần luôn á anh. Tại vì á, đang là mặc con gái. Mà tụi nó một cái là TV màn hình sẵn là chết thì đội quần liền, không nói tiếng nào. Đúng. Đó, wow. Rồi chưa nữa cũng là trong chuyện tình Bangkok luôn. Thì cái cảnh cuối em bận cái bộ đồ của Hột Hà mà cái đợt mà cái đồ kim sa vàng mà xéo một bên vai ra diễn á. Trời ơi, lúc đó em ra em hát bài của chị Hột Hà luôn. Thì đi ra rất là chảnh chó sang chảnh bước xuống bậc tam cấp á. Thì hai cái bậc tam cấp ghép lại thì có cái lỗ chính giữa. Cái đế cuốn nó gọt cho nó gọt đó, dở lên cái Từ trên cao hướng một cái đốm. Đang đẹp. Bao nhiêu gọi là khán giả và bao nhiêu gọi là chị em ở dưới hả? Nhìn gọi là trầm trồng cái đốm. Cái răng luôn á. Cái đó là quê luôn á. Cái đó đồng thỏa thiệt đó. Rất là buồn luôn á, tại vì thí dụ lúc mình diễn thề mình không nói nhưng mà lúc giống như ôi, mình đang ngời, mình đang phong thái ngời mình rước xuống. Anh tưởng tượng như một cái cây cổ thụ mà nó ngã xuống một cái đùng. Em ăn quốc là cao 2 mét rồi đó. Để một cái hướng. Trời đất ơi. Đau à. Kỷ niệm nó không thể nào quên luôn. Đi vô quá quê. Cái lấy cái đuôi ruốc ở trong chỗ ngồi á. Cái văn luôn trong đầu bên. Ai ngồi không? Gì? Tao xô mày té hả? Ủa? Em đang buồn mà ông làm em cười luôn anh. Ủa tao xô mày té hả? Mày làm gì mày dằn vô mặt tao? Không có, đâu có dằn vô mặt đâu, em để đây. Mà ông cứ chửi mà. Rồi hết chưa? Ok, tiếp nha. Thêm một câu nữa là mình sẽ kết thúc thử thách đầu tiên. Theo bạn, ca sĩ nào hát live tệ nhất xô? Chết rồi. Thật sự câu này làm khó được nữa nha mọi người. Thôi chứ em phải bị thách thôi. Nhưng rồi. Mà trước hết mình phải cũng phải trả lời đúng không? Em nghĩ là ca sĩ nào hát cũng hay hết. Còn nếu mà mình hỏi về ai biết hát mà hát live tệ nhất showbiz đó là em nói BB Trần. Không phải dùng từ ca sĩ. BB là hát gọi là hát gọi là được. Hứng vui thôi. Được. Được thì cái chuyện đó cũng ca sĩ có nhiều người hát được mà. Vẫn hay à. Thôi mình thành đi em. Ok thì bây giờ thử thách của em sẽ là hát lại bài Em Đi Trên Con Non mà với một cách rất đàn ông, kiểu như là Nam Trầm mà chú Tuấn Ngọc hay kiểu gì hay là. Ôi trời gì. Ơi à, rồi cho ra hát nha. Hát cho anh nghe nhá. Thấp nha. Vô.
Em đi trên cỏ non mộng mơ đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Em quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo qua đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Xám khói xám chân mây hoài rằng có phải sương mai trăng ao trăng ai bay nhẹ nhàng bóng dáng thơ ngây. Em mở cái chữ nhẹ nhàng mà trời ơi những cái giọng trầm khủng khiếp đi. Giọng em trầm quá hả? Wow. Trầm quá anh kiểu tấm chỉ em à, làm sao làm sao ngày xưa là nãy giờ anh nghe cái tông giọng của em cũng gọi là cao nhưng mà ngày xưa cao hơn vậy chứ không còn chỉ em là phải tập con bò bò con bò con bò con bò con bò con bò con bò wow wow trời em được coi gọi là nam nữ diễn viên có khác ờ những cái bí quyết khủng khiếp lắm kìa ai mà biết được hả. Cái khả năng mà đàn ông là trỗi dậy một cách mạnh mẽ vậy. Trời ơi em hát mấy cái bài gọi là bài tiền chiến ổn lắm anh. Ờ đi chồng muốn ánh sao vàng sự tung bay. Wow. Yeah. Cái này không phải là thử thách nha. Cái này gọi là hả cơ hội để phô diễn thêm skill của mình thôi. Ok, thế bây giờ mày, cái này là anh thấy biên tập quá ưu ái với em. Cho những câu hỏi rất là nhẹ nhàng, tình cảm so với cái độ lầy mà anh được nghe to từ BB thì cái này không ăn thua cho nên anh nghĩ là chúng ta sẽ thôi rồi bước qua cái thử thách thứ hai thì nó tăng cái độ khó cho em ha. À, okay. Thấy không, đâu có ai mà hào hứng vậy đâu. Trời ơi rất là hào hứng luôn á, chút xíu chắc mua cho chị biên tập một ly là sữa mới được. Okay, let's share. Bây giờ như vậy, cái thử thách đầu tiên thì em quá dễ rồi ha. Bây giờ thử thách thứ hai theo thường lệ. Em thấy anh đồ rai nãy giờ chứ em cũng yếu người. Chưa, bây giờ thử thách trả lời trong vòng 5 giây. Ôi trời. Em phải nhanh, phải bất thình lình chứ không phải là em là hết 5 giây là đáng chịu. Thử thách với em luôn á, thật sự là như hát nhạc đi. Em toàn hát những nhạc nhẹ nhẹ xinh xinh thôi, còn hát những nhạc nhanh là BB hát hết, em hát không kịp. Rồi, chúc mừng em. Thử thách thì còn nhiều nha. Okay. Ok, tôi sẽ lắng nghe đây. Rồi, 5 giây câu hỏi bắt đầu ha. Bạn đã có bao nhiêu mối tình với người trong showbiz? Chưa có. Hôn kiểu Pháp là hôn như thế nào? Là hôn bằng cái môi. 4 thì hôn 3, cái kiểu 2 1 nhưng mà phải trả lời cho em chứ, không biết phải là hôn như thế nào. French kiss làm nụ hôn được mệnh danh là nụ hôn ngọt ngào nhất. À là phải trả lời nụ hôn ngọt ngào hả? Nó không, nó có một cái kiểu hôn đó là cái bờ môi phải rất là hững hờ chạm vào nhau một cách rất là ngọt ngào và như vậy thôi. Không, và sau đó thì rất là rất là ngọt á. Thấy rất là đắm đuối đó. Tại vì cũng chưa có bồ cho nên thua khúc này rồi đó. Yes, anh có thể là anh thích chưa đó này nhưng mà anh em tưởng tôi ra được rồi, em tưởng tôi ra được rồi. Ok ha. Anh thử thách luôn đi chứ. Ok. Rồi cho em chọn. Thả thính bằng tiếng Anh siêu lầy. Ok. Rồi. Giờ là em muốn thử thách này, thử thách anh đi. Hay là thính cho khán giả, thính anh đi. Không, bây giờ mình sẽ thả thính dạng như vậy như một người con trai hoặc một con gái. Bây giờ anh chọn đi, một con trai hoặc một con gái, một con gái đi. Ốc tự nhiên. Hey girl. Hey girl. Hey girl. Come here. Wow. I look you. Tôi thấy bạn đúng rồi. I look you. Beautiful girl. You say yes. Okay, love me. What? What did you say? Anh
vậy anh không? Tiếng anh dở quá rồi. Tiếng anh dở quá, anh không hiểu gì. Nhưng mà không, không, bây giờ anh hiểu câu của em luôn. Nhưng mà em thấy tính mà em nói vậy, gặp con gái mà anh mà ra anh bắt chước em mình bị tát tay vô mặt rồi đó. Không, nhưng mà ý ngọt là ngọt ngào nào. À, ok, ngọt ngào, còn cái đó là mình thả thính theo cái dạng như là sao ta? Bạo lực quá. Cá tính. Những người bạn bạn cái cá tính. Đó, còn ngọt ngào quá. Thôi mà bây giờ em gặp một cô gái mà em nghĩ là phải rất là lãng mạn với cổ đi. Mà một câu. Do you want marry me? Cái gì vậy trời ơi, mới vô chưa biết con ta là ai. Do you marry me? Ok, vậy thì mình phải từ A tới Z đúng không? À. Hello. Yeah. Hello. What's your name? How are you today? Yeah. How old are you? Em phải thật kiểu anh chú. Đó thôi. Ba cách để từ chối gặp mặt người yêu cũ. 5 4 Bận nè. 3 Hẹn bạn nè. Có người 2, mới. 2 Yes, con này thì quá dễ rồi. Bận nè. Hôm nay em bận rồi, xin lỗi đi. Đó cái đó, yeah. Đúng rồi. Hôm nay có hẹn với bạn rồi. Yeah. Xin lỗi đi. Còn ta bận là bận đi chơi với ba má rồi. Nó dài quá nè. Thứ 2, tao có người yêu mới rồi má. Sao em chưa có người yêu mà sao em nói những câu từ chối người yêu cũ sành sỏi mà. Lý thuyết em rành. Alright. One eternity later. Vâng thưa các bạn, biên tập đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đã đánh giá Hải Triều quá thấp. Với cái độ lầy và độ nhạy bén bằng suy nghĩ của mình thì Hải Triều vượt qua hết tất cả những câu hỏi của chúng tôi. Ủa anh, vậy là hồi nãy mình giống như mình khởi động thôi. Mình giả bộ thôi. Ôi ơi, trời ơi, chết rồi, giống như này đi chơi mà có tiền, cái tiền của ngoại ăn không được. Thấy tiền còn ngang xong đổi rồi. Tức ghê. Ok, vô nha. CO cộng với cái gì ra đồng clorua? CO cộng H2O. Sai. CO cộng H2O4 cộng đồng cái gì? H2O4. Ok, cho anh cho cái này, anh chấp em không đếm dây luôn nha. CO là đồng cộng với cái gì ra đồng clorua cộng nước? Là acid chlorhydric, đó acid chlorua. Trời ơi, xin lỗi anh à, hơi bị dễ tôi đó chú. Bây giờ cho tao hữu cơ, cho quá hữu cơ tôi không biết thôi. Really? Đúng. Sau một hồi nhậm tính thì CO nữa thì cộng HCl thì cộng cái đó. Còn cái này là CO cộng HCl cộng với O2 đúng rồi, em sai. Ôi em sai rồi hả? Bạn tính cho em đúng mà. Không, nhưng mà mình làm gì nhưng mà nó kết quả rõ ràng quá, còn kết quả nó mập mờ thì mình có cãi được. Anh gì đó mình bóc đi em. Tức quá. Chết em rồi. Sao vụ gì? Cái thử thách của em á là chấp nhận không được từ chối lời mời cà phê trứng của hot. Thấy cái này ngon rồi. Chị biết tập sẽ được đi trạng. Ngày chưa đâu cà phê chưa chấm xíu. Con người ship tên liền. Cà phê chưa đi. Ủa anh ơi, cái anh nó có lấy trứng gì vậy anh ơi? Sao mà không lấy được từ trong cái vỉ trứng mà anh móc được người của anh ra vậy? Ôi, cái trứng gì vậy? Em thấy cái trứng màu trắng mà hơi xanh xanh nữa là trứng gì mọi người? Không biết nổ gì nữa. Chị đi tập sẽ được đi đại đa số. Em không biết em không biết gì nữa mọi người. Cho em cà phê trứng mà. Cà phê trứng đó anh. Em đi ra triều phải ngán. Trời ơi trời. Cà phê trứng của em. Cà phê trứng. Ok. Uống đi em. Thôi. Mẹ nó ác thiệt nha. Em nói với anh nghe. Em thì bị gọi là bị bệnh cà phê á. Say cà phê đúng không? Đúng rồi cho nên. Đang trứng đi. Oh my god. Cà phê trứng bọt đâu. Oh my god. Wow. Cà phê trứng mua ở đâu mà?
ơi, ông nội cha ơi. Tôi nói chuyện tuyệt luôn, man ơi. Chuyện dính em rồi nha em. Cà phê trứng hộp vịt lộn. Ủa, vậy là bà biên tập bất kỳ. Bà ghi trà phê trứng không rồi, không ghi cà phê trứng hộp vịt lộn. Thì trứng nào cũng là trứng. Không anh, trời đất ơi, trứng này là trứng gì? Lỡ để lâu quá nó lộn thôi. Thật sự á, thôi mọi người giống như bây giờ về đi, mọi người tiết cái chỗ này đi, hoặc là không mọi người chửi em cái đi. Không được, đi. Bây giờ hớp một miếng đúng không? À, hớp miếng cà phê. Anh chúc em sức khỏe. Chúc em đường ruột ổn định. Đấy, phần của em sẽ gửi lời chúc đến chị biên tập một lát sau. Em nghĩ số này số cuối của chị làm biên tập nha. Anh phải nhìn, tắt lại nhìn em. Anh không có tưởng tượng ra cái gì. Sao? Nghe rùng mình á. Ok không em? Anh thử đi. Anh phải thử đi. Ok ok. Let's go, let's go. Ok, let's go. Ủa? Có sự thiên vị gì ở đây không ạ? À? Cho em cây dài luôn. Ok. Bên này biết chùi ra. Bây giờ vậy nè. Cái này nó không có phải là chơi luôn phiên với nhau. Mà anh với em phải là xì xầm. Ây da, đâu có sự may mắn đâu. Trời ơi. Bây giờ mà em thua 3 lần là thấy là em thấy em tới rồi đó. Nên là cái gì giờ cũng không có biết được là ai thắng ai thua. Đúng không? Ok. Ok. Vậy là mình đếm mà kiểu à. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này nha. À, em ra cái kéo cắt tình em luôn. Em ra con dao chẻ luôn cái bánh. Ok. Rồi nha. Rồi. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Trời ơi. Bà độ. A few moments later. Mày thua tới rồi đó mọi người ơi. Đúng rồi. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Xong. Mày nói được lấy được. Đó. Thì đấy, được đấy. Đúng rồi. Đó, ok. Ok. Bây giờ đây là cái lần mà tôi thấy công bằng nhất trên đời. Tại vì anh em tôi tự chơi không ai can thiệp hết. Đúng không? Ừ. Rõ ràng là hên xui. Đó, cho nên bây giờ cái nắp đâu rồi? Đây. Bây giờ Hải Triều sẽ là người nhận thử thách của người phụ nữ đáng sợ của chương trình Ok Linh Sa. Xin mời. Hóa trang thành búp bê trong mi ao áo ao. Ok, có sơn. Rồi. Trời ơi, thật sự đàn ông phải có cây sơn đỏ với cái bên. Sơn hơi hư xíu nha, hơi tầm lan xíu mới chịu nha. Anh Vinh. Ơi. Tô cho Hải Triều đi ạ. À. Oh yeah, lần đầu tiên trời tôi được hại một khách mời. Trời đất ơi, đây. Rồi, chúng chiếm lại nào. Đó, vậy đi, anh sẽ tô cho em một cái môi. Ok. Một cái môi. Một cái môi. Yeah, một cái khóe. Anh vẽ con cá hả? Anh vẽ con cá phải không? No. Cái khóe gì mà anh vẽ đôi vậy? Trời ơi! Vẽ con cá mọi người ơi. Rồi ra mát có trà đá trà sữa đường đen. Nếu mà anh thích ngon giang thì em mời anh uống nước mắt. Uống xong cả người lãng ngắt. Em mời anh một ly trà gần. Uống xong mặt đỏ. Em vừa quay một cái MV bạc tỷ anh à. Bạc tỷ. Đúng. MV triệu view. Triệu view. Yeah. Ok. Như vậy là xong rồi. Hết rồi.
Thật sự em cũng muốn phải chơi một trận nữa để anh thua em mới chịu. Nhưng mà bây giờ là chương trình thời lượng đã hết rồi, cho nên em phải đành ngậm ngùi chấp nhận vậy thôi. Yeah, yeah. Nhưng đúng mà không? Mình chơi gì mình phải có gỡ chứ. Anh nghĩ là vậy nè, anh nghĩ là khán giả anh rất yêu mến em, sự hết mình của em. Anh cảm nhận được sau cái buổi hôm nay á, là anh mới hiểu được Hải Triều là một người rất là yêu cái đẹp, yêu cái sự hoàn mỹ. Và làm cái gì cũng sẽ hết mình. Mày muốn làm tốt nhất chứ không bao giờ tốt nhì, đúng không? Đúng rồi, làm xấu mình phải làm xấu nhất. Đúng. Chứ mình không phải làm xấu nhì được. Anh hiểu. Giờ không hề ngại với quý vị các bạn. Rất cảm ơn Hải Triều đến với anh ngày hôm nay. Ok, cảm ơn anh Vinh. Cũng như là chương trình đã cho em được gọi là sao ta, có cái dịp và giao lưu với mọi người để cho ai mà biết em á thì sẽ biết tính của em. Nhưng mà có rất là nhiều người không biết tính của em, nhưng thì qua cái chương trình này á sẽ là giống như sẽ nhiều người biết đến cái nết của em nhiều chút xíu nữa. Và hôm nay cũng được giao lưu với anh Vinh là cũng hiểu anh em chung một cái tính đúng không? Yes. Đó, anh em cũng có chung tính, cho nên là bây giờ là em nghĩ là mình tiếp thêm nhiều bạn mới nè, hôm nay biết thêm anh nữa thì đó là một kỷ niệm đẹp của em. Và một người mình biết được một người có chung cái tính tình, sau này có cái chuyện gì mình có thể hỗ trợ hoặc là hỏi han nhau được. Anh, ok anh rất là cảm thấy vui. Và với lại một phần nữa là hôm nay là được anh share các vấn đề là chỉ hát, em sẽ về em tập để BB nó chết dìm. Ok. Yeah các bạn ơi, bây giờ là chương trình của anh em chúng tôi đã kết thúc rồi, các bạn hãy đón xem chương trình Ok Lên Xe vào tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với chương trình Ok Lên Xe.